Thí điểm thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng là nội dung đang được quan tâm tại cuộc họp lần thứ hai vừa diễn ra của Ban soạn thảo dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng bao gồm 21 chính sách, trong đó có 10 chính sách tương tự các thành phố khác, 6 chính sách sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình địa phương và 5 chính sách mới. Trong đó chính sách mới đặc thù được xem là có tính đột phá, khác biệt là chính sách về khu thương mại tự do. Tại dự thảo, lần đầu tiên Đà Nẵng đề xuất thí điểm thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với cảng Liên Chiểu. Với thế mạnh về du lịch dịch vụ, chính sách về thương mại tự do sẽ tạo đột phá cho Đà Nẵng. Tuy nhiên, chính sách về khu thương mại tự do là chính sách mới, trong luật chưa có. Điều kiện phát triển và cơ chế thu hút đầu tư là vấn đề đặt ra. Nếu như chúng ta không có cái định hướng đột phá về cái việc mà cải cách về thủ tục trình tự để đầu tư vào cái khu này, mà nó lại giống như là khi mà nhà đầu tư vào các cái khu ngoài khu thương mại tự do, thì tôi cho rằng chúng ta dù chúng ta có bao nhiêu chính sách ưu đãi tốt thì cũng không thu hút được họ vào. Góp ý cho các đề xuất của thành phố Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục tiếp thu các chính sách cần được làm kỹ, giải trình thật tốt để bảo đảm tính khả thi và thuyết phục. Năm cái chính sách mới thì chúng ta phải làm kỹ hơn. Yêu cầu là làm sao mà nó chặt chẽ và đảm bảo tính khả thi và thuyết phục để mà chúng ta có thể giải trình mà qua để thông qua được ở Quốc hội, thì đấy là cái mục tiêu cuối cùng. Đây là cuộc họp lần thứ hai của Ban soạn thảo dự thảo nghị quyết về cơ chế đặc thù phát triển Đà Nẵng. Sau cuộc họp, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tiếp thu, sửa đổi và rà soát lại trước khi thống nhất trình lên Chính phủ và Quốc hội ở kỳ họp lần thứ 7 tới đây. Thưa quý vị, tại Luang Prabang, Lào, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã tham dự hội thảo cấp cao về tận dụng cơ hội phát triển trong bối cảnh thế giới nhiều biến động với vai trò diễn giả chính. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Hội nghị Thống đốc Ngân hàng Trung ương và Bộ trưởng Tài chính ASEAN năm 2024 nhằm thảo luận về các xu hướng phát triển dài hạn trên thế giới và cách thức tận dụng cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, từ một nền kinh tế nông nghiệp với khoảng 90% lao động làm nông nghiệp, sau 38 năm đổi mới và đặc biệt, từ sau khi gia nhập WTO, kinh tế Việt Nam đã có sự chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đạt được những thành tựu ấn tượng. Cụ thể, cơ cấu GDP theo nhóm ngành từ năm 1986 đến năm 2023 ghi nhận nông nghiệp giảm mạnh từ 38% xuống 12%, công nghiệp tăng từ 29% lên 37%, dịch vụ tăng từ 33% lên 43%. Một trong những đặc điểm của quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Việt Nam là sự phát triển song hành trên cả lĩnh vực, công nghiệp và dịch vụ. Trong quá trình chuyển dịch này, công tác điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã góp phần tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng vững chắc để phát triển và thúc đẩy công nghiệp hóa. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng chú trọng triển khai công tác chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để hỗ trợ thúc đẩy quá trình chuyển đổi chung của nền kinh tế. Ngày hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Viện Lúa Quốc tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ khởi động cánh đồng 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Hợp tác xã Thuận Tiến, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh. Đây là địa phương đầu tiên trong vùng đồng bằng sông Cửu Long khởi động đề án 1 triệu hecta lúa này. Cánh đồng thuộc huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ được chọn xuống giống đầu tiên cho đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Diện tích thí điểm là 50 ha, hợp tác xã gieo xạ dưới nhiều hình thức bằng cơ giới hóa để so sánh về hiệu quả, đồng thời ban hành quy trình và sổ tay hướng dẫn kỹ thuật trong sản xuất lúa. Đợt này, hợp tác xã sử dụng giống xác nhận, áp dụng quản lý nước ướt khô xen kẽ, áp dụng phân bón cho vùng chuyên biệt, xạ hàng bằng máy kết hợp vùi phân, giảm số lần bón phân còn 2 lần một vụ, áp dụng IPM quản lý bảo vệ thực vật, áp dụng máy gặt đập liên hợp cho thu hoạch, thu gom rơm rạ khỏi đồng, làm nấm rơm và phân bón từ rơm, kết hợp bón phân hữu cơ cho lúa. Đây được xem là định hướng chuyển đổi phương thức canh tác bền vững, hiệu quả và phát thải thấp. Ngoài thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã chọn Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng để triển khai vùng đầu tư thí điểm thực hiện đề án 1 triệu hecta. Qua đó sẽ phê duyệt hệ số giảm phát thải và nhân rộng phương thức canh tác ra toàn bộ diện tích 1 triệu hecta trong đề án. Thưa quý vị, Việt Nam là quốc gia có sản lượng gạo xuất khẩu lớn trên thế giới.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hoạt động sản xuất lúa gạo ở nước ta đang phải chịu những thiệt hại rất lớn bởi các yếu tố môi trường bất lợi và dịch bệnh do hậu quả của biến đổi khí hậu gây ra. Đứng trước thực trạng này, thì việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong việc nghiên cứu, phát triển nguồn gen lúa gạo là vô cùng quan trọng. Đây là khu vực trồng thực nghiệm giống lúa Bắc Thơm 7 kháng bệnh bạc lá và giống lúa OM5451 có mùi thơm do các nhà khoa học của Viện Di chuyển Nông nghiệp nghiên cứu phát triển thông qua làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen. Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã tạo tính kháng bệnh bạc lá phổ rộng cho các giống lúa này bằng công cụ gây đột biến chính xác. Chúng tôi sẽ tạo ra những các giống lúa đột biến chính xác ở những vị trí mong muốn trên các gen đích, từ đó tạo ra những cái tính kháng trong các điều kiện stress để ứng phó với những biến đổi khí hậu ngày nay. Nhóm nghiên cứu đã tạo được các giống lúa mang đặc tính nông sinh học chính, không khác biệt so với giống gốc ban đầu khi trồng trong điều kiện nhà lưới. Đây là nguồn nguyên liệu cho nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa kháng bệnh bạc lá sau này. Công nghệ truyền thống thì nó tạo ra những cái biến đổi một cách ngẫu nhiên và chúng ta sẽ mất rất nhiều bước, rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức và tiền bạc để chúng ta sàng lọc để tìm ra những cái biến đổi mà tạo ra cái tính trạng mong muốn. Thì với công nghệ chỉnh sửa gen, ưu điểm lớn nhất của nó đó là tạo ra một cái đột biến rất chính xác tại chỉ đúng cái gen mà chúng ta đang quan tâm và vì vậy mà rút ngắn được rất nhiều cái thời gian. Có thể thấy, việc ứng dụng công nghệ trong nâng cao chất lượng, bảo tồn nguồn gen lúa gạo là một trong những ưu tiên của ngành nông nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, một trong những nhiệm vụ lớn của ngành là từ nay đến năm 2030 phải tăng cường công tác thu thập, bảo tồn và sử dụng nguồn gen giống lúa để làm nguồn vật liệu di chuyển lâu dài, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng bảo tồn quỹ gen cây trồng quốc gia và số hóa dữ liệu quỹ gen giống lúa. Thưa quý vị, tại tỉnh Hải Dương, trong quý 1 năm nay đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp FDI đạt 48,7 triệu đô la Mỹ. Trong quý 1 thì tỉnh Hải Dương có 10 dự án cấp mới, số vốn là 31,7 triệu đô la Mỹ và 6 lượt dự án điều chỉnh vốn tăng thêm 16 triệu đô la Mỹ. Tỉnh Hải Dương hiện có 548 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn là hơn 10 tỷ đô la Mỹ đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thu hút đầu tư trong nước cũng tăng trưởng mạnh cả về số lượng dự án cấp mới cũng như là số vốn đăng ký. Thời gian tới thì tỉnh Hải Dương sẽ tích cực rút ngắn các thủ tục hành chính, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư. Sáng nay, Bộ Công Thương đã họp trực tiếp và trực tuyến với Sở Công Thương các tỉnh thành phố về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực logistics. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố năm 2023, Việt Nam đứng vị trí thứ 43 trong bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả logistics thuộc top 5 ASEAN sau Singapore, Malaysia, Thái Lan và cùng vị trí với Philippines. Tốc độ tăng trưởng logistics Việt Nam bình quân hàng năm từ 14 đến 16%, đóng góp quan trọng trong việc đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2023 lên 638 tỷ đô la Mỹ. Hiện có 45 tỉnh thành đã ban hành kế hoạch phát triển dịch vụ logistics, 47 tỉnh thành đã có báo cáo tình hình triển khai hoạt động logistics năm 2023.